vài ngày có được gặp Hòa Thượng tại đám tang lễ của cựu đại tá Trương Như Phùng. Hòa Thượng cũng như các tu sĩ khác cũng đã đến để mà cầu siêu cho hương hồn của cựu đại tá Trương Như Phùng. Ông là một nhân vật khá có tiếng trong cộng đồng ta và có một tinh thần chống cộng rất là tích cực. Có nhiều người nói là bây giờ lớn tuổi rồi thì cũng có lúc phải ra đi, nhưng mà sự ra đi của ông là một mất mát cho cộng đồng chống cộng, bởi vì ông là hay đi tìm những cái lá cờ của cộng sản và được treo đây đó trong thành phố để mà kéo xuống, và cũng là người mới đi cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa mỗi lần 30 tháng 4. Thành thử sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho cộng đồng, có thể làm cho cái tinh thần chống cộng trở nên suy yếu. Thì Hòa Thượng nghĩ sao ạ? Cảm ơn anh Như Phục. Trong thoáng chốc chúng ta nhắc đến cố đại tá Trương Như Phùng. Trước hết thì tôi xin phép anh Như Phục của quý nhà với quý vị chư tăng ni nói chung, cư sĩ nói chung, người tin Phật của chúng tôi rất tán thán, rất ca tụng về cố đại tá Trương Như Phùng vừa nằm xuống, như anh Như Phục nói. Tại vì sao vậy? Vì ở nơi người này đã hung đúc trước hết là cái tinh thần đức tin về tôn giáo. Ở đây là Phật giáo, là người Phật tử sinh ra trên đất thần kinh của cố đô Huế ngàn năm văn vật. Và ông đã sinh ra đời để chọn binh nghiệp trong hoàn cảnh đất nước nhiễu nhương liên tục, thì ông chọn cái con đường binh nghiệp của ông và ông làm hết lòng. Và khi mà ông được ra hải ngoại này thì ông cùng với cộng đồng người Việt Nam của chúng ta từ lúc ban đầu, như anh Du Phục nói, cho tới hơi thở cuối cùng. Và tôi là cái người đi bên cạnh, thì khi mà tôi rời từ Phổ Thơm, tôi lên đi hiếu sinh này 2009, thì luôn luôn lúc nào trong những sinh hoạt cộng đồng, mà đặc biệt là biểu trưng cho cái cộng đồng Việt Nam đoàn kết và chống cộng, thì ông ấy gặp tôi và tôi gặp cố đại tá. Và những lời phát biểu của cố đại tá thì chúng ta cũng hết biết luôn. Do vậy cái tấm lòng và cái hy sinh và đi trọn vẹn cái cuộc tình đối với dân tộc, đối với đạo pháp như vậy, đối với tôi thì bản thân tôi có thể nói tôi đại diện cho tăng ni, cho người Phật tử cư sĩ nam nữ để ca tụng ở nơi đây. Và cố đại tá Trương Như Phùng là một người gương mẫu, đúng là thực hiện được cái lời của cổ đức trong Phật giáo, đó là hộ quốc, hộ pháp và hộ dân. Thì ông ấy, cố đại tá Trương Như Phùng, đã làm đi trọn cuộc đời của mình. Và người xưa nói rằng hầm chết để gia, người ta chết để tiếng. Thì cố đại tá Trương Như Phùng đã để lại một danh dự, một danh thơm và trong trang sử của người lính Việt Nam Cộng Hòa và trên trang sử của quân cán chính dân, đã một đời, một giai đoạn khó khăn của lịch sử, và lịch sử đó chưa sang trang, chưa hết. Do vậy chúng tôi rất là tự hào, rất là hãnh diện trong người những người của chúng tôi tin Phật, thì có một người xuất sắc như cố đại tá Trương Như Phùng, pháp danh Nguyên Minh. Thì kính anh Dương Phục của nhà và quý vị. Vâng, xin cảm ơn Hòa Thượng đã dành cho buổi hội thoại ngày hôm nay.